Người... Các ngươi... Hạng Quan đã phụ sự nhờ cậy của Phúc Tấn, không thể cứu được Đức Dinh Bối Lạc. Dùng năng lực kém cỏi, xin Phúc Tấn thứ tội. Đức Dinh, Đức Minh. Đức Dinh bị Thẩm Gia Lâm giết hại. Đức Minh thiếu gia tuy thoát khỏi nguy kịch, nhưng cũng bị thương nặng. Đức Dinh, Thành Y, cô tỉnh rồi. Điệu cười của ngươi thật quái dị. Dung đại nhân vẫn ổn chứ? Huynh ấy rất ổn, chỉ bị thương nhẹ thôi, không có gì đáng ngại. Hiện cùng đại nhân đang xử lý những việc còn lại. Ta đặc biệt quan tâm đến cô, nên lập tức chạy đến đây. Thuốc của ta đâu? Thuốc à? Dung đại nhân còn có thể làm việc, ta lại nằm ở đây, không uống thuốc thì còn làm được gì? Phải uống thuốc. Mặt sầu đang sắc thuốc cho cô đấy. Sao lại bắt mặt sầu làm? Người phải làm mới đúng chứ. Nếu không phải người không thể xuất đầu lộ diện, thì những việc cần dùng đến đao kiếm phải là người làm mới đúng. Ta đang chịu tội thay người, còn người lại ngồi đó ba qua. Cô không vui à? Vậy cô xuống giường đánh ta đi. Ta đợi ở đây. Cô bị thương ở chân, là đại nhân bảo mặt sầu đến chăm sóc cô. Có phải cô muốn ta chăm sóc cô không? Liễu tỷ tỷ tỉnh rồi à? Mặt sầu cô nương đến rồi. Tỷ uống thuốc đi. Để ta. Mặt sầu cô nương, cô đến để hỏi tình hình của Đức Minh thiếu gia phải không? Hạ quan có lời chào Phúc Tấn. Đây là Dương Thái Y phụng chỉ đến thăm khám cho Đức Minh thiếu gia. Phúc Tấn, ông đến đúng lúc lắm. Mau khám cho Đức Minh đi. Dạ. Ta đã mời nhiều đại phu nhưng đều vô ích, nó vẫn hôn mê bất tỉnh. Là ý chỉ của Thái hậu phải không? Bẩm Phúc Tấn, Hoàng thượng và Thái hậu đều rất quan tâm đến việc này. Thái hậu vẫn lo lắng cho Đức Minh lắm. Ngạch nương. Đức Minh. Đức Minh. Ngạch nương. Ngạch nương. Đức Minh. Ngạch nương. Đức Minh, con đừng ngồi dậy. Đừng ngồi dậy. Con đáng chết. Con không cứu được đại ca. Con có lỗi với ngạch nương. Con không còn mặt mũi nào để sống nữa. Con chỉ có thể dùng cái chết để tạ tội với ngạch nương. Không, Đức Minh. Đức Minh, con thật lòng muốn cứu đại ca, nhưng lại không làm được. Con không dám cầu xin ngạch nương tha thứ, vì con đáng chết. Mong kiếp sau con lại được làm con trai ngạch nương. Con nhất định sẽ phụng dưỡng người, hiếu thuận với người. Ngạch nương. Đức Minh. Đức Minh. Thái y mau lên. Đức Minh thiếu gia. Thiếu gia. Đức Minh. Đức Dinh đã đi rồi,
Ngạch nương chỉ còn lại mình con. Ta không thể mất thêm một đứa con trai nữa. Đức Minh, con mau tỉnh lại đi Đức Minh. Mời Thi đại nhân uống nước. Được. Mời Thi đại nhân. Cảm ơn Trần đại tổng. Trần đại tổng ở đây có quen không? Đa tạ Thi đại nhân. Ngài đã phải lo lắng nhiều. Dân nữ thật ngại quá. Trần đại tổng nói ta là thanh thiên, phục vụ dân chúng là việc thanh thiên nên làm mà. Thi đại nhân, lần này ngài đến, lần này ta đến để nói với Trần đại tổng về vụ án liên quan đến Thẩm Gia Nam. Do Thẩm Gia Nam đã chết nên không truy cứu nữa. Bản phủ định kết thúc vụ án. Trần đại tổng có đồng ý không? Người đã chết rồi, cũng đành vậy. Được, vậy bản phủ kết án nhé. Đa tạ Thi đại nhân. Còn một việc nữa, về số ngân lượng lễ quận Dương phủ với bồi thường Thiên Thủy Gia, bản phủ sẽ chuyển giao cho Trần đại tổng. Không cần đâu Thi đại nhân. Đại nhân lấy bạc cứu tế, số ngân lượng quan phủ cho dân nữ sửa nhà vẫn còn thừa, đủ cho chúng tôi sống qua ngày rồi. Dân nữ không cần tiền của Dương phủ. Trần đại tổng, đại tổng thắng kiện lễ quận Dương phủ, được nhận bồi thường, đây là quyền lợi mà luật pháp cho đại tổng. Thục Lâm, cô đừng quên sư gia giúp cô viết đơn kiện, cô vẫn chưa trả tiền đâu. Đỗ Khang, chuyện nhỏ nhặt không được nhắc đến nữa. Không không, Đỗ Khang nói đúng. Dân nữ quên mất cả quy định. Thế này đi bà sư gia, tiền bồi thường của lễ quận Dương phủ coi như thù lao tôi trả ngài. Trần đại tẩu nói nghiêm túc thì ta cũng nghiêm túc nhé. Đại tẩu không được nuốt lời đâu. Sao thế? Dân nữ nói không đúng à? Có phải số tiền không đủ thiệt thòi cho bà sư gia không? Thục Lâm tỷ, đó không phải là thiệt thòi mà là khoa trương. Tỷ không thấy anh ta cười rất gian xảo à? 1000 lạng bạc, nước miếng của bạch sư gia sắp chảy ra rồi kìa. Trần đại tổng, những gì của đại tổng là của đại tổng, đừng khách khí nữa. Đổ bổ đầu. Dạ, bản phủ quyết định, thời gian qua ngươi vì giúp đỡ cuộc sống của Trần đại tổng ứng trước mấy tháng lương. Số tiền lương đó ta sẽ trừ từ tiền viết đơn kiện của bạch sư gia. Đa tạ đại nhân. Thôi đi bạch sư gia, đủ vốn rồi. Với vài đường bút của người, số tiền này đủ cho người viết 3 đơn kiện rồi. Các người đúng là ăn cướp. Đức Minh thiếu gia, huynh đừng ngồi dậy. Tôi chỉ đến thăm xem huynh thế nào, sẽ không lâu đâu. Cảm ơn. Hai người nói chuyện nhé. Tôi về nha môn đi. Hai người nói chuyện đi. Cô ngồi đi. Mọi người trong gia đình cô vẫn khỏe chứ? Cô đến đây, ngạch nương ta có làm khó cô không? Tôi đi cùng Liễu cô nương, nên Phúc Tấn rất khách khí. Có phải cô muốn hỏi ta điều gì không? Thẩm Gia Nam, cuối cùng Thẩm Gia Nam vẫn giết đại ca huynh. Xin lỗi huynh, nếu tôi nói cho Thi đại nhân biết sớm một chút thì không trách cô được. Sớm hơn cũng vô ích. Lúc mọi người đến, đại ca ta vẫn sống, nhưng ông ấy vẫn bắt đại ca huynh đền mạng, coi như đã báo thù được rồi. Báo thù được rồi. Mặt sầu, nỗi ân oán đó hãy kết thúc ở chỗ chúng ta nhé. Ân oán giữa Thẩm Gia Nam và Đức Vinh bối lạc không liên quan đến tôi. Nhưng ông ta gì? Ông ta là đạo tặc giang hồ, giết người đền mạng, thiên lý khó dung, cũng chẳng có gì đáng oán trách cả. Cô có hận ông ta không? Tôi không bao giờ hận một người không liên quan đến mình. Không sai, hai người quả thực không có liên quan.
Dung đại nhân đến đấy à? Mời ngồi, mời ngồi. Bạch sư gia uống nhầm thuốc hay sao thế? Dung đại nhân, đây là bánh ngọt của Mỹ Vị Lòng. Một ngày họ chỉ nướng hai mẻ, tại hạ đặc biệt chuẩn bị cho ngài đấy. Sao bạch sư gia lại thích đãi ta nhiệt tình thế? Lần này để bắt Thẩm Gia Nam, mai mà Dung đại nhân ra tay bảo vệ Thanh Y nhà tôi, tại hạ xin có lời cảm ơn. Thanh Y trở thành người nhà của sư gia từ khi nào thế? Ngài xem, tại hạ là người của Thi đại nhân, Thanh Y cô nương cũng là người nhà của đại nhân. Đương nhiên chúng tôi là người một nhà rồi. Người ăn nói lung tung gì thế? Cô đến rồi à? Điểm tâm. Đừng ăn, đừng ăn, cái này không ngon đâu. Nào. Cô ăn cái này đi. Bánh kia chỉ lừa người qua đường. Đây mới là bánh đặc biệt của nhà họ. Bà sư già, cậu nói đặc biệt đem bánh ra tiếp đãi để cảm ơn tôi. Sao bánh mà cũng có loại ngon loại không ngon? Là thế này. Dung đại nhân, ngài không bị thương. Cho dù ngài có bị thương cũng không bị nặng như Thanh Y nhà tôi. Nếu cậu so xem ai bị thương nặng hơn thì số bánh này nên mời Thi đại nhân. Tại sao? Trước tiên Dung đại nhân dung túng cho tội phạm chạy thoát, sau đó truy bắt bất thành khiến Đức Dung bối lạc mất mạng tại chỗ. Hoàng thượng nổi trận lôi đình, ngoài lớn tiếng trách móc trước triều, còn cắt bổng lộc nửa năm. Dung đại nhân cũng bị vạ lây, bị cắt bổng lộc 3 tháng. Nguy rồi, nguy rồi. Việc tăng lương lại tiêu tùng rồi. Sư gia không chỉ không được tăng lương mà còn phải bù lương của cậu sang cho ta. Tại sao? Cậu bảo là người nhà của ta còn gì. Đương nhiên cậu cũng có thể không làm người nhà của ta. Làm chứ. Ngài xem, suýt nữa tôi quên, đã sống chung một nhà với nhau, sao có thể nuốt lời? Đúng không Thanh Y? Được. Vậy xin đa tạ sư gia đã cùng chung hoạn nạn, cùng chịu khó khăn. Được. Đại ca, hoàng thượng phạt quân thật à? Vua không nói chơi. Nhưng nếu ta hoàn thành ý chỉ đặc biệt của hoàng thượng và thái hậu, biết đâu lại có thể lấy công chuộc tội. Họ muốn quân làm gì? Thần thiếp thỉnh an thái hậu. Nô tài thỉnh an thái hậu. Thái hậu Cát Tường, đứng dậy, đứng dậy cả đi. Tạ ơn thái hậu. Đức Minh, người thấy khỏe hẳn chưa? Tạ ơn thái hậu quan tâm, đã đỡ nhiều rồi. Thế thì tốt. Phúc Tấn, cái mạng của con trai người là nhặt được về đấy. Sau này người phải thương yêu trân trọng nó, biết chưa? Thần thiếp biết. Thằng bé Đức Minh số khổ, gặp phải bất hạnh, người cũng nên nghĩ thoáng một chút. Thần thiếp nghĩ thoáng rồi ạ. Ai gia đã bàn bạc với hoàng thượng, quyết định để Đức Minh thừa kế tước vị bối lạc của Đức Vinh. Ngoài ra sẽ tăng thêm 5.000 lạng cho bổng lộc hàng năm của nó, cho nó đến Đông Cát làm việc để rèn luyện. Có được không Đức Minh? Còn không mau tạ ơn. Tạ ơn ân điển của thái hậu. Tạ ơn ân điển của thái hậu. Tạ ơn ân điển của già Tuế gia. Được rồi, đứng dậy cả đi. Không cần nhiều phép tắc thế đâu. Đứng dậy. Đức Minh vốn là đứa được nhiều người yêu quý, giúp nó có tương lai tiền đồ cũng là một chuyện tốt, đúng không? Đức Minh à, dạ. Sau này hoàng ngạch nương của ngươi dựa cả vào ngươi đấy. Ngươi phải hiếu thuận với bà ấy, biết chưa? Dạ. Đó vốn là việc của nô tài. Nô tài xin nghe theo lời dạy bảo của thái hậu. Tốt lắm, tốt lắm. Đức Minh, ý của thái hậu con hiểu rồi chứ? Con hiểu. Sau này con sẽ chăm chỉ làm việc, phụng dưỡng ngạch nương. Gì chứ? Ta muốn nói đến hôn sự của con. Ta thấy thái hậu có ý sắp xếp hôn sự cho con đấy.
Trước giờ thái hậu vốn yêu quý con, giờ lại ban cho con tước vị, con sẽ càng có thể diện. Nhất định người sẽ chọn cho con một cách cách. Không, ngạch nương, con không muốn. Có phải con vẫn thích cô gái đó không? Con thích mặt sầu. Không được, ngạch nương, con đừng nói nữa. Đức Minh, thân phận địa vị của con bây giờ khác trước rồi. Thông gia tốt hay xấu liên quan đến chuyện cả đời con. Hơn nữa cô gái ấy có quá nhiều oán hận với gia đình ta. Đại ca con cũng... Đức Minh, nếu con thực sự muốn lấy cô gái đó về, sau này chuyện thị phi giữa hai nhà liệu có ít không? Ngạch nương, con không thể đồng ý. Ngạch nương, con quen biết mạc sầu, con không có được dinh dự như bây giờ, nên cũng sẽ không có địa vị ngày hôm nay mà quên cô ấy. Con thật lòng yêu mạc sầu, cũng giống như con không bao giờ rời xa ngạch nương vậy. Chúng ta là mẹ con, còn hai đứa là gì? Ngạch nương, nếu vì sự khác biệt về thân phận khiến con không thể lấy mạc sầu, thì thà rằng con không cần tước vị. Cái gì? Con... Nếu vì oán hận giữa hai nhà, thì con hy vọng mối nhân duyên này có thể hóa giải được ân oán giữa hai bên, khiến mọi người quên hết những chuyện không vui, để chúng trở thành quá khứ. Họ có thể quên, nhưng ta không thể quên được. Ngạch nương, trước đây con từng nói không quan tâm đến danh phận, địa vị. Có thể mọi người không tin, bây giờ con vẫn nói như vậy vì trong lòng con chỉ cần cảm thấy an bình, tự tại là đủ, là con mãn nguyện rồi. Ngạch nương, con chưa từng cầu xin người điều gì, nhưng chỉ lần này thôi, chỉ một điều này thôi, mong ngạch nương chấp thuận. Đại ca con vừa ra đi, gia đình này chỉ còn hai mẹ con ta dựa vào nhau mà sống. Ngày tháng tốt đẹp vẫn chưa bắt đầu, con đã bắt đầu chống đối ta. Sau này ta biết sống thế nào? Ta biết sống thế nào đây? Ngạch nương, không phải con chống đối, chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời của con, mong ngạch nương chấp thuận. Mời bối Lạc gia. Chúc mừng Đức Minh bối Lạc. Thì đại nhân không cần đa lễ. Đức Minh không dám nhận. Dám nhận chứ. Bây giờ ngài đã là bối Lạc gia, nhận một lễ của chúng tôi không có gì phải ngại hết. Ngài nói ngài sắp đến Đông Cát làm việc, quả là tương lai rộng mở. Mời bối Lạc gia ngồi. Đức Minh mạo muội làm phiền, vì có việc thỉnh giáo thi đại nhân. Thỉnh giáo thì không dám nhận. Bối Lạc gia có việc gì xin cứ nói. Xin hỏi thi đại nhân xử lý thế nào đối với thi thể của Thẩm Gia Nam? Hắn là tử tù, tuy chưa chấp hành án đã tử vong, theo cách xử lý thông thường đối với tử tù. Nếu không có người nhà nhận xác thì sẽ được chôn tại nghĩa trang dưới chân núi. Tại sao bối Lạc gia lại hỏi việc này? Ta... Bối Lạc gia đã nhắc đến người này. Hạ quan có vài việc không hiểu, tuy không liên quan đến vụ án, nhưng trong lòng hạ quan có nhiều nghi vấn không thể giải tỏa. Xin thỉnh giáo bối Lạc gia. Thì đại nhân đừng nói thế. Đức Minh nếu biết nhất định sẽ không giấu giếm. Trước khi chết, Thẩm Gia Nam trịnh trọng nhờ hạ quan bảo vệ cậu. Còn Đức Minh bối Lạc luôn căm ghét Thẩm Gia Nam, vẫn không tố giác hắn. Xin hỏi bối Lạc gia, tại sao Thẩm Gia Nam nhất quyết muốn giết Đức Vinh bối Lạc? Còn nữa, Thẩm Gia Nam và mặt sầu cô nương rốt cuộc có quan hệ gì? Ngài không thể nói à?